Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bên Phượng kính mời quý vị theo dõi bài phân tích tin giả fake news từ Trung Quốc với Thanh Trang. Tin giả từ Trung Quốc, hệ thống ưu việt của họ đánh bại coronavirus. Trung Quốc đã đánh bại coronavirus và tuyên bố chiến thắng. Truyền thông của đảng Cộng sản nói với chúng ta như vậy. Tuy nhiên, một điều buồn cười đã xảy ra trên đường đến chiến thắng. Virus đang tấn công Trung Quốc trong một đợt sóng thứ hai. Đợt sóng thứ hai đang thu thập nhiều nạn nhân, trong đó có cả những câu chuyện tuyên truyền của đảng. Điều nguy hiểm nhất trong những câu chuyện này là nhà cai trị Tập Cận Bình mang thiên mệnh trên mình, có một nghĩa vụ là thống trị hệ thống quốc tế. Trung Quốc sau khi báo cáo không có ca nhiễm mới vào ngày 19 tháng 3, cho biết virus đã được ngăn chặn. Kể từ đó Bắc Kinh loan báo hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng vẫn cho rằng hầu như tất cả các ca ấy đều được nhập khẩu. Nói cách khác, người bị nhiễm là những cá nhân đến từ những nước khác. Trong số rất ít những vụ lây nhiễm trong nước, hầu hết theo Bắc Kinh là do lan truyền từ các ca nhập khẩu nêu trên. Tuy nhiên, các con số chính thức của Trung Quốc về tử vong và lây nhiễm mới chắc chắn đã được ngụy tạo các giới chức Trung Quốc đang có những hành động trên thực tế không phù hợp với các báo cáo nói rằng không có ca nhiễm mới. Chẳng hạn vào ngày 27 tháng 3, Bắc Kinh đã đóng tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc sau khi mở lại vào tuần trước đó. Tại Thượng Hải, các tụ điểm du lịch vừa mới hoạt động trở lại đã bị đóng cửa lần nữa. Chẳng hạn chính quyền thành phố lại đóng cửa tầng quan sát của tháp Thượng Hải, tòa nhà cao nhất của Trung Quốc và tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương gần đó. Tháp Kim Mậu hiện đang bị đóng cửa để tăng cường hơn nữa công tác phòng chống và kiểm soát đại dịch. Nhà triển lãm tường sáp Madame Tussauds, Thủy Cung Đại Dương Thượng Hải và Công viên Đại Dương Hai Trang Thượng Hải hiện tắt đèn tối thui, cùng với các nhiều khu vực trong nhà của 25 tù điểm khác. Disneyland Thượng Hải tạm thời đóng cửa cho đến khi có thêm thông báo. Thượng Hải không phải là khu đô thị duy nhất tắt đèn. Tại thành đô, các quán karaoke, và quán cà phê Internet cũng đều bị đóng cửa chỉ vài ngày sau khi tỉnh Tứ Xuyên cho mở cửa tất cả các địa điểm giải trí. Thành phố Phụ Dương thuộc tỉnh An Huy ra lệnh đóng cửa những điểm giải trí và hồ bơi trong nhà. Tỉnh Hà Nam thì khóa mọi quán cà phê Internet. Hà Nam thậm chí còn cách ly toàn bộ một khu vực, quận Chia, khi các bác sĩ ở đó xét nghiệm dương tính với virus. Vào ngày 31 tháng 3, ESPN đưa tin rằng chính quyền Trung ương Trung Quốc đã trì hoãn việc tái tục các giải thể thao đồng đội. Kỳ thi tuyển sinh Đại học Toàn quốc, cao khảo, đã bị hoãn lại một tháng đến tháng 7. Nhà cầm quyền cũng chưa lên lịch lại những sự kiện chính trị hàng đầu, như các cuộc họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Cả hai ban đầu được lên lịch cho đầu tháng 3. Cuối cùng, nhà chức trách tỉnh Giang Tây không cho phép người dân tỉnh Hồ Bắc láng giềng đi sang. Điều này cho thấy họ không tin cơn dịch trong tỉnh bị dịch bệnh tràn ngập ấy đã kết thúc. Liệu có bất cứ sự kiện nào nêu trên mang ý nghĩa? Có. Tập Cân Bình nghĩ rằng ông nên cai trị cả hành tinh. Trung Quốc, đất nước nơi virus này xuất hiện lần đầu tiên và cấp đi hàng ngàn sinh mạng đầu tiên, hiện đang sử dụng sự lây lan toàn cầu của căn bệnh để thúc đẩy nỗ lực ngày càng ồn ào và quyết liệt để tranh giành ngôi vị lãnh đạo toàn cầu. Một điều đang làm trầm trọng thêm cuộc xung đột từ nhiều năm nay với Hoa Kỳ. Nhật báo Wall Street Journal viết ngày 1 tháng 4. Như tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản hôm 30 tháng 3 tuyên bố một cách đắc thắng, lỗi lầm nghiêm trọng trong COVID-19 là tín hiệu kết thúc thế kỷ Mỹ. Để đẩy Mỹ qua một bên và nắm quyền lãnh đạo toàn cầu, Trung Quốc đã nhờ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nói rằng phản ứng của Trung Quốc đối với coronavirus cho thấy tính ưu việt của hệ thống Trung Quốc và kinh nghiệm này là đáng để các nước khác noi theo. Sau đó, Bắc Kinh bắt đầu thực hiện một cuộc trình diễn lớn, tặng thiết bị y tế và bộ dụng cụ chẩn đoán, đáng chú ý nhất là cho châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề. Sau cùng, Tập Cận Bình kể từ khoảng đầu tuần của tháng 2, buộc cả nước quay trở lại lập việc để chứng minh rằng Trung Quốc đã chấm dứt cơn dịch. Có điều sẽ không màn nào trong các màn trình diễn màu mè này thuyết phục được ai nếu virus lại tàn phá Trung Quốc thêm lần nữa. Không may cho ông Tập, đó là điều đang xảy ra. Người dân ở Trung Quốc đang tái lây nhiễm lẫn nhau. Ví dụ tại khu công nghiệp Đông Quang phía nam tỉnh Quảng Đông, nhiều công nhân trở lại nơi làm việc của họ mang theo coronavirus và điều này buộc các giới chức y tế phải cách ly những công nhân khác. Nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể khởi động nền kinh tế hoặc hãm đà dịch coronavirus, nhưng ông ta không thể làm cả hai việc trong cùng một lúc. Khi đợt sóng lây nhiễm coronavirus thứ hai tấn công mạnh vào Trung Quốc, những tuyên bố khoa trương của tập cận bình về tính ưu việt của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu nghe có vẻ rỗng, thậm chí phi lý. Các chính sách ban đầu của ông Tập đã biến một cuộc bùng phát cục bộ thành một cuộc đại dịch và giờ đây chúng đang khiến thêm nhiều người nữa mắc bệnh và đẩy Trung Quốc vào một hố dịch mới. Những bộ dụng cụ chẩn đoán không chính xác và thiết bị bảo vệ không đạt tiêu chuẩn của Trung Quốc mang đi tặng khắp thế giới cùng với những ca nhiễm mới sẽ cho thấy sự thật, chủ nghĩa cộng sản bất tài nếu không nói thẳng là gian ác. Chú nghĩa cộng sản bất tài và gian ác đến lượt nó mang ý nghĩa là dự đoán của ông Tập về sự suy tàn của Mỹ sẽ lại bị đẩy lùi tới một ngày khác. Trung Quốc có thể nói dối bằng các con số thống kê, nhưng virus sẽ có tiếng nói sau cùng. Chiến thắng trước cả Covid-19 lẫn Hoa Kỳ vẫn còn mất hút trước tầm nhìn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài tin giả từ Trung Quốc, hệ thống ưu việt của họ đánh bại coronavirus. China's fake news its superior system defeats coronavirus do Gordon Chan biên soạn. Gordon Chan là tác giả cuốn sách The Coming Collapse of China, sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc và là một thành viên cao cấp xuất sắc của Viện Gaystone, bài được Carton chuyển ngữ.